Ok và chào mọi người đã quay trở lại với channel mình và American Girl đây. Hôm nay tiếp tục trở lại với một cái video mới về Minecraft Backworld, cũng là thành viên của Noob Team. Chào nào mọi người. Hello mọi người. Ok các bạn ơi, thì như video lần trước là có một bạn đã comment cho mình một cái ý tưởng về Backworld các bạn, đó chính là Backworld ở Among Us các bạn. Đấy, tụi mình sẽ phải đi làm những cái nhiệm vụ từ thấp tới cao các bạn, ít tiền tới nhiều tiền các bạn, và lấy tiền đó để đi mua vũ khí cũng như là giáp để về bảo vệ vườn cũng như là BB nha các bạn ơi. Khá là hay nên là trọng tài đã kêu alo mình là làm liền cái chủ đề liền các bạn ơi. Thì nếu các bạn nào mà muốn tụi mình làm những cái chủ đề mà tự các bạn nghĩ ra thì đừng qua là comment ở dưới video này nha các bạn. À, và đừng qua là giúp video của mình đạt thật là nhiều like nha các bạn ơi, để tốc độ ra video của mình nó nhanh nha các bạn. Ok, thì gọi là trước cái xe của mình thì anh em đừng quên cho mình một like nào, đăng ký và đừng qua là cái chuông cá đăng ký và chọn tất cả không đó mấy em mới từ kênh YouTube nha mọi người, và đừng qua là qua kênh của tất cả mình lúc đi họ tìm nha. Thì ngày hôm nay em ta có 4 màu, thì mọi người chọn màu này, anh chọn màu xanh lá cây của tôi rồi. Thế thôi. Tôi chọn màu xanh hòa bình. Ok, ấn vào đây rồi, vẫn bị bắt đầu nha. Mọi người chuẩn bị đi vô mấy cổng kia kìa. Này để ấn nút bắt đầu thôi ba, ảo thiệt. Chúng ta sẽ có một cái khu vực gọi là tiền các bạn. Nè, với lại một cái gì đây? Tao nhiệm vụ ha. Ok, từ từ đã, để tôi đi về nhà cái chỗ Backworld của tôi trước đã. Ok. Ui, map Among Us siêu khổng lồ luôn các bạn ơi. Wow, rất chi là bự nha các bạn. Được. Thì bây giờ mình muốn có tiền á thì mình phải đi làm nhiệm vụ các bạn ơi. Từ nha, để mình đi lên tàu nhiệm vụ của Among Us nha các bạn. Ok. Con tàu này có gì đây? Sau đây nó có mấy cái gì phát sáng nè các bạn ạ. Như phát sáng này là những cái chỗ để tụi mình làm nhiệm vụ các bạn ơi. Cái gì đây? Nhiệm vụ vứt rác à? Rác. Để coi coi qua đây làm gì đây. Ủa nhưng mà mình làm gì có rác đâu mình vứt nhẹ. Ảo thì cái chỗ thôi thôi đi về. Ok, phát ra. À. Hình như đây là rác nè. Tao đã coi. Ê, sao đúng lộn rác của tôi rồi. Gì đây? Nhiệm vụ múc nước. Ồ, cái gì đây? Ồ, múc nước các bạn ơi. Ồ, múc nước được gì nhỉ? Ồ, múc nước. Thời luôn, cái nước này nó nhanh quá các bạn ơi. Chưa kịp làm gì luôn. Đâu rồi. Nope. Ok, nước nó mất tiêu rồi. À, lúc cái nước này nhanh quá, cái nhiệm vụ này có vẻ nó hơi khó nha các bạn, không có dễ đâu ha. Ok. Hơi khó thì thôi tôi đi làm nhiệm vụ khác. Để coi coi cái gì đây. Dịch chuyển đến điểm lấy đồ giao hàng hả? Có giao hàng nữa ta. Đây là đồ chơi này, có số đồ. Đâu, đồ chơi à? Đồ chơi giao hàng đúng không? Ok, để mình gọi là đi kiếm tiền hết giờ từ cái này nha các bạn ơi. Ok, let's go, đồ chơi giao hàng. Ủa nhưng mà bây giờ làm sao chạy vậy ta? À, phải chạy về cái điểm đầu tiên của cái chỗ nãy mình ấn nút đặt dịch chuyển bạn ơi. Ui rồi. Không biết mấy con dời kia kiếm được bao nhiêu tiền rồi nhẹ. Ồ, được 15 tiền. Ui, tính ra được 15 tiền cái trời ơi. Tính ra mình lấy nhiều không có được gì hết nó bay, mình lấy được con thôi. Gì đây? Nhiệm vụ gì đây? Đổ rác. Ui, có vứt rác rồi còn có nhiệm vụ đổ rác nữa nha các bạn. Được cái này là gì đây? Đổ rác này được 5 tiền các bạn à. Nghe có vẻ thấy nó cũng nhanh ass. Trời ơi, ok. Bạn thấy hay không? Trời thấy hay đừng quên để lại một like cho anh Tổng Tài liền nha bạn ơi. Ok. Được 45 tiền các bạn ơi. Gì? Có đầu đá luôn hả? Đầu đá đâu vậy? Que. Cái gì đây? Phòng điện các bạn ơi. Phòng điện này hình như là phòng điện này có nhiệm vụ các bạn ơi. Từ từ nha, để coi coi. Gì đây? Cái này hình như là phải nói mạch điện các bạn ạ. Ok. Nói mạch điện thì quá là dễ rồi các bạn ơi, thề luôn á. Theo như kinh nghiệm 20 năm học điện của mình á thì mình sẽ nói như thế này nha các bạn. Không biết có bị đứt dây điện không, tôi cũng không biết nữa các bạn, có thể cháy nổ gì tôi cũng biết. Sáng đèn các bạn ơi. Cộng 15 tiền liền. Trời ơi, 15 năm kinh nghiệm gọi là sao ta, cắt dây điện nhà hàng xóm mà không biết. Rồi mày xong rồi. Xíu nữa mình được 100 tiền mình sẽ đi về nhà để mình coi qua cửa hàng, coi bên cửa hàng nó bán gì biết các bạn. Các bạn chắc là đang thắc mắc rồi, bên cửa hàng bán đồ gì vậy? Trời ơi, mình cũng đang thắc mắc lắm nè, nhưng mà mình phải làm để mình kiếm tiền đó các bạn. 1 minute 37 seconds later. Ui, được 120 tiền đó các bạn ơi. Thôi mình làm nhiệm vụ khác các bạn. Mình là một con người đa nghề các bạn, đa nền tảng luôn. Ok. Đúng rồi. Dạo này nút tim có làm TikTok nữa cũng đa nền tảng lắm các bạn. Lên TikTok kiếm tụi mình nha các bạn ơi. Ok. Đó bạn tìm ra được kênh TikTok của tôi á. Ai cái tìm được thì comment dưới nha. Mình được 5 thịt thối. Ui. Quay một cục thối được 5 tiền nè, một cục xương được 5 tiền. Ồ, giờ mới về đi cái nó để số tiền luôn nè các bạn. Nhiệm vụ tiếp theo là gì? Bắn kính sét 5 tiền. Ây da, con giờ này nãy giờ bắn ở đây à, đỉnh chứ là. Rồi, ây da, thời lúc mắt hụt vậy. Ê. Ồ. Được tiền gì vậy nhỉ? À được. Hình như được bao nhiêu tiền đây? Để em coi nha. 55.000 một con. Ồ, 55.000 một con các bạn ơi. Nói chung là cũng thuộc dạng là nhanh á, xài ơi. Nhưng mà con này nó chạy nhanh quá các bạn ơi. Lâu lâu bắn hụt, lâu bắn không dính nha. Ok. Kiểu như bắn 3 lần thì dính một lần thôi, còn 2 lần kia thuộc. Hên là mũi tên in phí ly tì nha, chứ mũi tên mà không có in phí ly tì là giận anh Trọng Tài luôn.
Ok. 300 tiền rồi. Ủa, anh đi nhanh như ta rồi, đúng không? Đi làm cái nghề gì mà nhanh như các bạn? Ăn với đào đá thôi. À, chỉ có ăn với đào thôi hả? Trời ơi, ảo thiệt chứ. Thôi, em đổi nhiệm vụ đây biết ngon, mình chơi mình đi. Ok. Rồi, đúng không? Mình có một tờ báo các bạn ơi, tờ nha. Để bây giờ mình thử đi làm gì đây? Nhiệm vụ đào đá. Đây rồi. Trời luôn, giờ mới thấy cái chỗ đào đá nè. Trời đất ơi. Quay. Một lần đào đá được 3 tiền các bạn ạ. À, nhanh, tính ra đào đá cũng nhanh phết ấy. Tụi em mình chỉ có đào đá thôi chứ mình cũng có làm gì đâu. Trời ơi, được. Biết thế đào đá nhanh các bạn. Nhưng mà mình đang muốn test cho các bạn coi từng cái nhiệm vụ các bạn hiểu không? Nãy giờ mình đã test nhiệm vụ giao hàng nè, nhiệm vụ đổ rác nè, múc nước nè, nối điện nè, là còn nhiệm vụ gì nữa các bạn nha. Cái nhiệm vụ không biết nữa các bạn ơi, để xíu mình đi vòng vòng mình kiếm thử coi nó còn gì nha. Ok. À đúng rồi, mọi người gọi là tránh để vật phẩm như ở ô số 1 với ô số 2 nha, nguy hiểm lắm á. Ok, anh trọng tài thông báo, anh trọng tài mới nhắn tin. Ở đây mình có xương. Ở đây có xương. Có cái dây, có chai nhựa các bạn ơi. Mình phải cầm bỏ mấy cái này vô mấy cái ô này các bạn, chứ không nó nhảy vô ô số 1 cái mất độ của tôi nữa. Trời, sợ lắm á. Ok. Đi đổ rác các bạn ơi. Ờ, đi vứt rác chứ. Nè, thử coi vứt lon nhựa coi được nhiêu. Lon nhựa 15 tiền luôn nè. Ê, con dài này không có húp ké. Đi ra chỗ khác nha. Thùng của ai người đó tự húp nha. Ok. Ê, cái gì vậy? Sao nó hôi vậy? What? Rồi tối hui luôn, không hiểu là cái gì luôn. Thôi tôi đi về để mình qua cửa hàng mà. Đây rồi, để xem nào, cửa hàng ngày hôm nay chúng ta bán gì đây. Ồ, có giáp nè. À qua mít rồi, không có ai này. Thì dĩ nhiên rồi, người ta đang làm nhiệm vụ mà, làm gì có ai đâu. Này, mua đi biết không, mua rồi xong đi ra lại chỗ khác cho người ta. Gì đây? Gì ba? Hề luôn, ai cho chém với mày? Ảo thiệt, còn test kiếm nữa chứ. Ok, gì đây? Giao imposter, tiêu diệt đó hữu sẽ nhận 50 tiền. Ok, cũng là ngon. À, gì đây, 300 tiền á. Thôi, mình nâng cấp dần các bạn ơi, chứ không các bạn kêu là okay, không có nâng cấp gì chứ. Em coi em thấy thích. Rồi, không được. Mua cái táo vàng ăn cho nó hồi máu hề luôn. Rồi, biết ngon quá là báo luôn bạn. Gõ mình còn một tí máu à. Ok. Đang giúp đỡ đó. Mình sẽ mua block để mình bảo vệ giường cái đã. Tính ra ngày hôm nay block bán cũng mình thấy cũng khá là mắc nha các bạn. Trời đất ơi. Chưa hết con rời kim đi rồi kìa. Cầm dao ta sẽ đi tiêu diệt các người. Đấy, các bạn thấy bad world càng ngày của chúng ta nó càng chất lượng hay không bạn? Chất lượng từ tới cái bản đai luôn kìa các bạn không? Nó có cái hình bad world mong muốn luôn kìa, ảo thiệt chứ. Quá dữ. Ok, quá dữ. Đấy, các bạn chỉ cần ấn like thật là nhiều thôi. Đấy, là những video Edward sau này của mình nó sẽ rất chi là chất lượng các bạn ơi. Ok, let's go. Các bạn nào muốn coi mình ở những nền tảng khác thì follow TikTok của mình nha các bạn. Ai luôn. Đang quảng cáo một tí thôi, anh trời qua muốn hút cái giường tôi rồi. Con rời này. Đi ra chỗ khác chơi, đi ra chỗ khác chơi cho bọn áo ơi. Ok. Để coi kêu honey này có được được 50 tỷ thì các bạn ơi, ngon. Đâu rồi, con rời đúng đâu ta? À, mà sao nó cay à? Honey này đi làm nhiệm vụ hay gì đó bạn ơi, chưa bọc giường. Không giường em qua em đập cho coi này. Ai biết đâu, không một giường thì người ta đập thôi, còn gì nữa. Đây rồi, mình qua mình hành với ngô bạn ơi. Tao hủy đây rồi, ai tắt điện rồi? Mở điện mọi người ơi, mở điện. Imposter tắt điện rồi. Làm gì đứng ngoài góc vậy? Đang đứng đây không ta nhảy. Ừ, nhảy đi. Thề luôn, nhảy em đập vừa á, Quay lại, không đập vừa. Đi thôi. À, ui, miếng cắm gì á? Miếng cắm gì thấy nha. Ui, tao hủy rồi. Đi hành đi nút cầm cái vàng vàng các bạn, xong cái mình bị mù luôn bạn ơi. Oh my god, được cái nhà, cái đó là cái gì ta? Cái bóng đèn. Tính ra nhìn cũng giống cái bóng đèn các bạn. À, kiểu cái đó là kỹ năng của imposter các bạn, kiểu có thể tắt đèn để cho những cái người chơi khác phải đi bật đèn lại các bạn. Mà trong lúc tắt đèn thì anh Ni sẽ gọi là sử dụng chiến thuật gọi là đâm lén sau lưng. Đi cầm cái quái gì vậy? Có khiên à? Khiên. Có khiên thì các bạn ơi. Khiên nè, người ta pro đó, không có giỡn được. Ok. Hề luôn đánh lén bạn ơi, hề luôn những chúa tể đánh lén không à, không có hiểu luôn. Cây tên nhờ. Mình chết rồi, mình bị trừ tiền các bạn ơi. Oh my god. Trời ơi, chết bị trừ. Chết bởi ta mới đúng chứ. Chết bị trừ 25 tiền nha các bạn ơi. Rồi luôn. Tèo tèo thôi, tôi đi làm nhiệm vụ bạn ơi, làm nhiệm vụ kiếm tiền. Mình thấy á là cái nhiệm vụ kiếm tiền nhiều nhất trong ngày hôm nay các bạn. Các bạn đoán thử coi là nhiệm vụ gì nha. Mình á, mình thấy là nhiệm vụ đào đá là nhanh nhất các bạn ạ. Ok, đào đá tính ra một lần được 3 tiền mà mình đào rất là nhanh nha các bạn. Có khi 0.5 giây thôi. Ok. Ôi, mình vừa đi, mình vừa đào đá này, tới đào đá này các bạn. Ok, đi đào đá kiếm tiền.
mình không để mấy con dài kia kêu mình để lộng 50 tiền của mình đó các bạn ơi. Đâu muốn lộng tiền của tôi là dễ hề luôn á. Quên luôn cái chỗ đào đá đâu rồi. À, không có, không có chị đâu bé ơi. Ok. Nhớ nha, ngày hôm nay là ngủm là cũng trừ tiền đó, đừng có giỡn. Ok. Nhưng múc nước này. Múc đi. Cái nước nó nhanh lắm, không múc kịp đâu. Nó múc kịp gọi là bá đạo lắm ấy. Sai. Ok. Đây đây đây, coi coi coi. Đấy, múc được thì gán mà múc thôi gì đó. Ok. Ok, đây đào 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 bạn. Ồ đấy, 200 tiền liền bạn. Bây giờ mình sẽ để dành thật là nhiều tiền để mình mua cái vũ khí tiếp theo bạn ơi. Múc múc xong thì để làm gì? Chết dở rồi. Cái kiếm của tôi để ô số 1 rồi. Đi. Thôi không sao. Cái múc nước nó nhanh lắm. Múc nước nó nhanh lắm. Múc được cái xô nước ở đây. Là để uống. Ok, chắc là như vậy rồi. Không uống được đâu nè. Ok, đào 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 đây. Hồi luôn, bây giờ mình phải kiếm lại tiền để mình mua cái vũ khí khác các bạn ơi. Vũ khí mất luôn cái kiếm của tôi rồi. Trời ơi. Tôi để ô số 1 nha. Nhớ nha, đừng ai ở ô số 1 nha mọi người. Để ô số 1 là nó đi á. Ok. Sao mình gán cày là 400 đi. 400 mình sẽ qua mua. Ok, đây rồi, đủ 400 đúng không bạn ấy. Vừa lói phát là đủ 400 liền các bạn ơi. Ủa, đây có kim cương rồi. Ồ, mà không có cúp đảo bạn ơi. Ok, đi 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 về đi về đi về. Let's go, let's go, let's go. Chính xác ở đây rồi, đầu đá đây rồi. Rồi, về về. Về đi mua vũ khí khác các bạn ơi. Đâu rồi? Ủa, cái bóng đèn của thanh niên nút hả các bạn? Ồ, bóng đèn. Bóng đèn được gì đây? Nhấn shift 5 giây để tắt đèn đối thủ. À, ra là như vậy. Ảo thiệt chứ. Nhưng mà tính ra cái này thì không có được tiền mày, chỉ có cái dao của imposter thì mới được tiền đó các bạn ơi. Trời ơi. Nên là thôi, mình sẽ để dao này ở số 1, có gì mình tắt đèn xong mình đánh. Đó là chiến thuật các bạn ơi. Ok. Để coi có gì đã. Ender Pier mà hình Amonmoth luôn bạn. Nói chung là ngày hôm nay tất cả mọi thứ đều là hình Amonmoth đó các bạn ơi. Trời đất ơi, thiệt luôn, ảo thiệt. Để mình mua Fireball đi coi. Chết luôn, mua cái này phát hết tiền luôn bạn ơi. Nghèo luôn rồi, sạc nghiệp luôn rồi ha. Ok. Đâu rồi, bóng dài đâu rồi, qua chiến thôi coi coi. Tính ra cái bóng đèn này là bao nhiêu sức tấn công đây? 12 sức tấn công các bạn ơi, khá là VIP nha. Mình tắt đèn nè, tắt đèn nè. 3, 2, 1, tắt đèn, tắt. Ui, thế mà vừa lấy mình không cầm ấy. Ồ, tắt đèn rồi đấy, đấy nghe cái tiếng đó là tắt đèn rồi đó các bạn ơi. Sáng chưng à. Sáng chưng à, sáng chưng à, sáng chưng nè. Sáng dữ chưa à, chắc là sáng chói đó các bạn ơi. Ok. Rồi, giờ kia rồi, hồi CD, không là bắt được này. Bây giờ mình gõ một cái này nè các bạn à, xong mình sẽ dùng cái dao imposter đó mình lụm tiền à, kiểu vậy. Mù imposter, đây. Ê. Trời ơi, ui ôi, giờ nào cũng tắt đèn tôi luôn rồi. Oh my god, hề luôn. Có đèn nha. À thế à, ai cũng có đèn khoai hè luôn á. Thôi đâu rồi. Không thấy ai hết trơn, có mỗi con rời kia thôi các bạn, nên mình sẽ đấu với con rời kia như vậy. Đâu rồi, ra đây. Mấy pha mà. Ra đây, đúng rồi, con rời kia chưa có giáp bạn ơi, mình có giáp sắt rồi, mình không sợ. Ra đây, gõ cho cái nè. Bước ra đây. Này, gõ cái rồi, đi rồi, đi rồi. Ok, không có chơi chạy nha. Chơi chạy là không có phép vờ lại nha ba. Ok. Ui đấy. Ui giời, nó tắt đèn nữa rồi. Tắt đèn lúc đó. Tắt nhiều chứ. Tắt đèn ra tiêu diệt tên kia sướng hết đèn đi. Đúng rồi, tắt đèn đi, chặt lại tâm trí đây. Meo 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 meo. Ok. Ôi meo. Ấy đi nâng cấp. Cái đây. Ấy à. Giờ đánh được mình luôn kìa. Tắt đèn nè. Tắt đèn đi, chặt lại tâm trí đây. Tắt. Ủa sao chưa tắt? À đây tắt rồi nè. À, chạy lại tâm trí đây. Này đây. Ok. Ủa giờ kia đâu ra bay xuống đây vậy? Ảo thiệt. Đi luôn, đi luôn. Ok. Này. Này thì trả lại tâm trí thôi. Ui được 200 tiền luôn các bạn. Thằng nãy giờ hành hoành đúng không? Đúng rồi. Ui. Giờ mua Amonmoth đổi cái vương miện màu vàng rồi các bạn ơi. Hai bên tay có cái lò thông báo gì kìa. Tuổi gì hả? Rồi xong đây luôn các bạn. Rồi xong bị trừ tiền luôn. Không có tuổi. Đi 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 làm việc các bạn ơi, từ nha. Hồi nãy mình cũng đang có khá là nhiều rác trong túi các bạn. Từ nha, mình đi qua đây mình vứt rác bạn. Vứt rác cũng được tiền mà, lo gì đúng không? Này, vứt rác được tiền, lo gì các bạn. Ok. Tuy là được cũng ít nhưng mà nói chung là cũng ok các bạn ơi. Đấy, rồi. Để coi. Vừa đi mình vừa đào rác các bạn. Ai trời ơi. Nhưng mà tính ra các bạn ơi, có cái shipper này nè các bạn, là phải đi khá là dài nhưng mà được hình như được tiền khá là nhiều các bạn ơi. Ok, là mình sẽ đi ship đi. À đâu, đi ship một lần được 15 tiền mà tính ra di chuyển từ đầu huyền xuống cuối huyền rồi từ cuối huyền lên đầu huyền đó các bạn ơi. Trời ơi, mà có 15 tiền. Ừ, hẻn thiệt chứ. Ok. Thẳng mặt luôn nè. Rồi. Từ từ nha, mình cắt cái này vô đây đã các bạn ơi. Xíu nữa nó mất cái là tôi khóc luôn á. Rồi, trên bị phong kia rồi. Rồi, hết rồi.
giao nộp, giao nộp. Phải nghiêm túc à, giao hàng thành công được, đúng 15 tiền lắm bạn ơi. Ha, quá là nghèo luôn á. Rồi. Không biết là cái nào được nhiều tiền ta. Cái múc nước là mình thấy nó khó nhất nè các bạn ơi. Ha, đúng á, nhưng mà được có 5 tiền thôi. Múc nước siêu khó vậy mà được có 5 tiền. Ha, đúng á, không biết ai làm được cái nhiệm vụ đó chưa nữa. Tôi là tôi chưa làm được luôn á. Rồi, đi đào kiếm hiểm bạn ơi. Đào kiếm hiểm, đào kiếm hiểm. Let's go. À, đồng cái cúp này tính ra đào như vậy cũng là ok rồi nè. Rồi, lúc đi vào đây. Bây giờ phải cố gắng kiếm thiệt là nhiều tiền các bạn ơi, để mình mua gọi là cái bộ giáp mạnh nhất là bộ giáp 1000 tiền các bạn. Trời đất ơi, bộ giáp 1000 tiền. 1000 tiền là thấy cũng hơi khoai đó nha, không dễ đâu bé ơi. Ăn uống thì không biết đói à nhỉ? Ờ sao mà đói được, không có đói đâu bé ơi. Ông rất là di chuyển không đói. Đói thật chứ. Ờ đói, rất chi là đói luôn. Phải mua táo vàng thôi, phải mua táo vàng thôi chứ còn gì nữa. À phải đi săn á. Đúng rồi, đi săn một lần được 50 tiền các bạn. Nhàn đời. Nhưng mà nếu như mà mình ngẫm nha, có thấy có chữ khang khờ đây rồi, đi săn á. Ủa gì vậy ba, gì vậy ba, tay đi chăm làm nhiệm vụ mà săn đâu đây, ảo thiệt chứ. Đâu ra săn cái chỗ nhiệm vụ. Ok 50 rồi, trăm rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Kim kia thêm 50 đồng. Thanh niên kiên, trời ơi chết 18 mạng luôn bạn ơi. Niên này chắc bị âm tiền nhiều lắm nè. Các bạn thử đi, lấy 18 mà nhân cho 25 đi là ra được cái số tiền mà thanh niên đang bị gọi là trừ tiền các bạn. Ôi mày quá. Tham kiên rồi. Biến ngô cứu đi chứ, hề luôn á. Biến ngô phải làm gì chính nghĩa đi. Hề luôn. Rồi biến ngô đánh luôn. Rồi luôn, các bạn ấn like đi, các bạn ấn like để mình qua mình cứu kiên riết nha các bạn ơi. Hề luôn á. Ủa sao các bạn comment không mà các bạn không ấn like. Hề ấu hén thiệt, vậy là không có cứu được kiên riết rồi. Ôi ơi. Quá là tội nghiệp luôn. Chưa? Sao chưa bay? Không được giải thoát sớm đâu kia à. Ok. Thì cái nút này thì nó đang ở bên vi tiền ta. Được 600. À đấy hả, đấy nhầm. Đấy, ok. Tính ra cái này cũng nhanh. Nói chung là cũng nhanh bạn, được 700 rồi, sắp được 1000 rồi bạn. Đấy, hà luôn. Cái này phải làm việc cực lực lắm nha. Cái này phải là 5 minute player rồi. Hà, imposter. Trời ơi. Đấy, rồi kia là imposter anh em ơi. Báo cáo đi, báo cáo cho Niên đẩy Niên ra khỏi huyện đi. Ok. Tính ra các bạn, tính ra cái này phải có một cái vũ khí gọi là boss người chơi đá ra khỏi huyện nha các bạn. Đấy, kiểu vậy. Ai được nhiều bé boss nhất thì đá ra khỏi huyện luôn. Chúng ta boss chủ. Ảo thiệt á, ừ đúng rồi. Boss mình cái là cái màn hình tôi nó đang hui luôn, là tôi đi luôn. Ok. Đấy, được 800 rồi các bạn ơi. Ngồi liên thiên rồi là đó khoảng 2-3 phút thôi là mình được gần 1000 tiền rồi. Mình mà mua cái giáp cuối cùng là mấy con dài này chỉ có nước mà khóc thét thôi. Trời đất ơi. Ok. Có là mạng. Let's go. Ok. 900 rồi. À, đúng á. Đào cái này cũng cực khổ lắm chứ không rẻ đâu. Bây giờ mình mà qua mình kêu được thêm 2 mạng nữa là mình đủ tiền mình ăn mừng luôn các bạn. Quá quỷ vậy. Nên qua làm gì? Ê, đâu, đừng có trừ tiền tôi. Tôi làm cực khổ lắm, đừng có trừ tiền tôi. Đâu. Ta sẽ tha cho người tí nữa chạy bạn ơi. Đánh con rời sắp đi rồi, con rời mới chạy chắc luôn. Rồi này sắp đi rồi nè. Mới chạy bạn ạ. Lại nó xuất hiện rồi, lại xuất hiện. Ok, sao cái dịch chuyển đây, nó cứ dịch chuyển ra đây nhỉ. Này thì đấy rồi. 1000 tiền rồi, cảm ơn nút nha. Thank you very much nha. Ôi. Cảm ơn rất nhiều. Thôi đi về bạn ơi, đi về. Tầm này là phải mua. Đâu rồi, 1000 tiền đó rồi, đây rồi. Cái gì đây? Nó kêu cái chữ gì đây? Đứng yên hoặc ngẫm. Ok, rồi, mua, let's go. Được. Không có được cái gì luôn các bạn ơi. Trời ơi, cái bộ giáp này yếu lắm mọi người, đừng có mua nha. Mọi người mua là mọi người phí lắm. Có tiền mà mua. Nghe này là uy tín rồi đấy. Ok, nghe là uy tín đúng không? Đấy, reviewer chân thật nhất thế giới luôn. Ok. Đấy, bộ giáp kim cương nhưng mà rất chi là yếu nha các bạn. Trời ơi. Đây rồi, tầm này là cái gì đây? Nhấn ship 5 giây để tiêu diệt. Ok, để coi nào. Ba. Wow. Cho kiên. Đây, để giải thoát. No. Hành đi nút đã bị a móng gì imposter gọi là đánh lén rồi bạn. Ui mua rồi. Thế thì mình sẽ cho mù tiếp. mình cũng có mù các bạn. Á rồi kia cũng đứng mù các bạn ơi. Ai rồi. Mù. Ấy da, đi cầm cái gì á? Đi cầm cái gì trong chó các bạn ơi. Nắp cống. Nắp gì? Gì? Đâu ra nắp cống vậy? Có nắp mà. Nắp cống nữa hả? Ảo dữ quá. Khả năng di chuyển siêu nhanh. À luôn con rời kia này nè. Rất chi là nghèo các bạn ơi, không có gì ngoài con dao hè luôn. Ôi giời. Ôi đi có cái dịch chỉ gì hay vậy? Đập kia cái gì ấy? Kiểu chui xuống cống à. Chui xuống cống. Chui xuống cống nè, thôi. Để khen giải khoát cho kia nha, kia thấy kia tội quá các bạn ơi.
mình sẽ giúp Kiên một vé đi về tuổi thơ. Ok, tuổi thơ viên mãn luôn. Đi chơi thôi. Rồi đâu rồi, bây giờ mình phải kiếm thật là nhiều tiền để mình mua cái thử cái của Hình Điên Nút là cái gì các bạn ơi. Nó cầm tròn tròn nắp cống á các bạn. À, nút không có tuổi đâu rồi. Ủa đâu rồi? Này. Ủa trời. Giờ này còn một mạng mà cũng muốn đi à. Vậy thôi để Khang giúp cho nha. Để Khang giúp cho. Rồi, đi rồi các bạn ơi. Ok. Được 250 tiền các bạn ơi. Được rồi, qua gõ đầu thêm con rời biến ngô nữa là được. Đâu rồi, rời biến ngô chắc rồi. Biến ngô đang làm nhiệm vụ mà. À, đang làm nhiệm vụ à. Đang làm nhiệm vụ thì về đi chứ không mất cái tường. Đừng tha đi, Ê, rời Kiên đi nữa. Tắt đèn đi. Chạy lại tâm trí đây. Mèo. Mẹ ơi, tôi cũng đi luôn rồi bé ơi. Không sao. Đúng không nhận được tiền à? Đây được rồi đấy, dần được rồi đấy. Ôi, bị trừ 25 tiền các bạn ơi, cay thiệt đấy. À, con giờ này là dịch chuyển ngẫu nhiên các bạn ơi. Con giờ này có cái nắp cống các bạn cứ chui hoài. Thì chuyện đó phải đứng đơ một lúc. Ok, được coi. Nắp cống tới 500 tiền lắm các bạn ơi. À, chào biến ngô nha. Ở đầu biến ngô cái nha. Ôi. Thế như bên này vẫn có hả? Ok, để coi còn cái gì để mình mua không ta. Mua quả táo vàng đi, ăn táo vàng để hồi máu đã bạn ơi. Rồi bây giờ mình phải tham lên 500 tiền á. 500 tiền để mình kiếm tiền để mua cái nắp cống mình dùng thử các bạn ơi. Tính ra hình như cái hình ở bóng mết kia là cái khiên thôi các bạn à. Nên là chắc là không có gì cần thiết để mình mua đâu. Đâu rồi, xài nút đâu rồi? Lúc đầu nhẹ chắc bên tàu á. À bên tàu à. Thôi thôi xin cái giường của lúc nha. Đây rồi. Về em về. Người ta không đang ở nhà mà. Ở đây để đặt lại cho, đặt lại nè, này đặt lại nè. Rồi cũng đập. Này. Giờ này áo giáp mạnh quá. Trời ơi. Biết thì không người ta đồ xịn là nó phải như vậy thôi. Chứ gì nữa. Đâu rồi, còn giờ biết ngô, mình sẽ farm con giờ này để mình kiếm tiền. Ôi. Farm tiền rồi. Thôi. Phải sử dụng cái cách này thôi bạn ơi, để mình có thể sở hữu được cái nắp cống các bạn ơi. Đâu rồi, dài đâu rồi, rồi không về nhà luôn, không về nhà là mất đường đấy bạn. Tuy nhiên này farm luôn rồi. Này nè, biến ngô đọc cái dòng chữ trên cái đầu em đi nè, đọc dòng chữ em đi, đọc đi, đọc đi. Ờ đây đừng nghe rồi nhá, đừng nghe rồi. Đâu đâu đừng nghe đâu, đó di chuyển nè, di chuyển nè, di chuyển nè, này thì di chuyển chúng tôi, ok. Đâu, đọc lại, đọc lại đâu. Chưa thấy về luôn các bạn ơi. Đâu đọc đây. Đâu đây. Đấy, lại di chuyển các bạn. Lại di chuyển rồi. Thôi. Ok, mua thử cái nắp cống coi. Rồi cái gì đây? Có cái khiên luôn. Mua luôn cái khiên để các bạn ơi. Chứ không các bạn mất công các bạn lại bảo anh không có nâng cấp hết. Trời ơi, tôi khổ quá mà. Đây rồi. Để thử coi cái gì đây. Nắp cống nhấn ship 5 giây để dịch chuyển ngẫu nhiên đến nó hủ à. Ok. Có khi nào mình dịch chuyển mấy thanh niên đã ngẫm luôn ta. Ảo thiệt á. Đúng rồi. Ôi trời. Ê, biết ngay mà dịch chuyển thanh niên nút luôn kìa. Ảo thiệt. Nên nút đi rồi mà. Nên nút đi rồi các bạn ơi. Không có tính nha bạn ơi. Ok. Rồi, rồi này. Giờ mà mình dịch chuyển được tới đúng anh niên biến ngô mới mới đỉnh nè các bạn. Biến ngô, dịch chuyển tới biến ngô. Ô, thiệt luôn kìa. Ô nhưng mà rồi xong tôi cũng đi luôn rồi các bạn ơi. Rồi luôn mình bị âm tiền các bạn ơi. Âm tiền nữa là cái bảng tiền của tôi nó biến mất luôn rồi kìa các bạn. Có nghĩa là trong ví của tôi còn không tiền. Đấy lại có tiền đó bạn ơi. Ok. Thôi. Bây giờ phải đập giường thôi các bạn ơi, chứ không mà để lâu rồi mấy con dời này đâu ai hẳn mình các bạn. Giờ mình bò rồ nhất rồi. Để xem nha biến ngô nè, biến ngô coi này nha. Để coi một trong hai chúng ta ai sẽ là người ra đi đây. Ra đi nào. Đứng yên hoặc ngẫm. Ai đi đây? Hả? Sao Thiên Kiên đi vậy? Ảo. Ảo thiệt các bạn ơi. Nó đang đứng lại coi ai đi. Nào lại coi ai đi. Có nghĩa là ông trời đã chọn mình các bạn à. Mình là importer mạnh nhất trong ngày hôm nay. Trời đất ơi, nó là phải như vậy các bạn à. Đấy, trời ơi. Quá chi là xịn đúng không các bạn ơi. Đấy thì tính ra ngày hôm nay tụi mình cũng đã gọi là hoàn thành xong cái bad world, gọi là chế độ Almost các bạn à. Phải đi làm nhiệm vụ để kiếm tiền, mua giáp cũng như là mua block để bảo vệ vườn cũng như là DBB nha các bạn ơi. Đấy, thì nếu các bạn thích video này của mình thì đừng quên cho mình một like nè, đăng ký và đừng quên lần cái chuông cái và đăng ký và chọn tất cả để không đỡ mèo mới từ ngày YouTube nhau người. Đừng quá là qua kênh của tất cả mình nút tiêu hậu tiêm nha. Ok, cảm ơn giá thị. Hẹn lần sau, bye mọi người, bye. Đi tiếp tôi sợ gì vì anh này núp thêm và luôn có nhau khó khăn nỗi đau lập ra kênh YouTube bằng đam mê và nhiệt huyết 2017 chính là lúc anh bắt đầu.